Xin kính chào quý vị khán giả, ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa kịp thời phát hiện bắt giữ hai nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại phường Xuân An, bắt 19 đối tượng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Trước đó, Lê Hữu Nghĩa quê ở tỉnh Bình Dương cùng nhóm bạn ngồi uống nước tại quán thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Tùng. Lúc này, nhóm của Tùng đi trên hai xe máy chạy qua quán nước nẹt bô nhiều lần, khiêu khích nên nhóm của Nghĩa chạy ra đạp xe, dùng nón bảo hiểm ném truy đuổi với nhóm của Tùng nhưng không kịp. Bị đuổi đánh, nhóm của Tùng đã quay về huy động người và hung khí quay lại quán đánh nhóm của Nghĩa để trả thù, nhưng bị công an ngăn chặn, bắt 19 đối tượng trong hai nhóm và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, đưa về cơ quan công an làm việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng Lê Thế Vũ, Trần Văn Sơn, Lâm Bá Duy, Nguyễn Trung Tấn cùng trú tại thành phố Thanh Hóa và Dương Thế Ngọc trú tại huyện Thạch Thành về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 8, tại quán Pub John 8 ở số 08 phố Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, do uống rượu say, nhóm đối tượng do Lê Thế Vũ cầm đầu đã gây sự đánh nhau với một số khách hàng ở quán. Các đối tượng này còn cầm gậy và gạch đuổi đánh một số nhân viên khách hàng của quán trên đường phố, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, các đối tượng bỏ trốn. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vào ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định kỷ luật Trần Quốc Duy, tỉnh ủy viên, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước vì có quan hệ đồng tính với bé trai. Trước đó, vào tối ngày 15 tháng 5, Trần Quốc Duy bị người dân ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bắt giữ vì nghi có quan hệ đồng giới với một bé nam 16 tuổi tại nhà của em này. Sự việc đã nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an. Toàn bộ vụ việc bắt quả tang ông Duy được người dân quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Duy bị kỷ luật cảnh cáo do suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và đã bị kỷ luật cảnh cáo. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, chiêu thức lừa đảo nhận tiền và quà từ nước ngoài là chiêu trò lừa đảo qua mạng đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hình thức lừa đảo này xuất hiện khá phổ biến với phương thức mới là thuê người nhận hộ tiền hoặc hàng hóa từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Chiêu trò này vẫn là hình thức lừa đảo dễ dàng lừa gạt nhiều nạn nhân. Cuối tháng 7 năm 2024, một người phụ nữ trú tại thành phố Bắc Cạn được một người đàn ông ngoại quốc có Facebook Nguyên Cô Linh nhắn tin kết bạn làm quen. Sau một thời gian tâm sự trao đổi, đến ngày 17 tháng 8 năm 2024, người này ngỏ ý muốn gửi quà gồm điện thoại, mỹ phẩm, trang sức về Việt Nam tặng chị. Vào ngày 20 tháng 8, chị nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là nhân viên hải quan yêu cầu chị chuyển 26 triệu vào số tài khoản của các đối tượng cung cấp. Chị đã đến ngân hàng với ý định rút tiền tiết kiệm để chuyển khoản theo yêu cầu của các đối tượng. May mắn được các nhân viên giao dịch của ngân hàng và cán bộ công an tỉnh Bắc Cạn kịp thời tuyên truyền để chị không bị mất số tiền trên. Chỉ tính riêng trong tháng 8 năm 2024, lực lượng an ninh kinh tế phối hợp với ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn thành công 3 vụ việc khách hàng yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Em làm nhiều lần rồi thì không có sàn nào, bởi vì là 4 tỷ một chút. Đúng không em? Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn tuyển sinh, giai đoạn này các thí sinh trúng tuyển đang làm thủ tục nhập học. Lợi dụng thời điểm này, một số đối tượng xấu đã giả mạo là cán bộ, nhân viên, sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thí sinh trúng tuyển đóng học phí, lệ phí nhập học theo hướng dẫn. Do các trường chủ động thông tin cảnh báo sớm đến phụ huynh và thí sinh qua nhiều kênh nên cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào tân sinh viên bị mắc lừa chuyển tiền. Để tránh bị lừa khi nhận được yêu cầu đóng tiền chuyển tiền học phí hoặc các lệ phí khác từ các kênh thông tin không chính thống, không rõ ràng, kể cả có ảnh văn bản có dấu đỏ, thì sinh viên và phụ huynh cần liên hệ các kênh thông tin chính thống của nhà trường để xác thực thông tin. Nhà trường không yêu cầu thí sinh, sinh viên chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.
sinh viên không liên hệ các cá nhân để hỏi về số tài khoản, tránh trường hợp chuyển khoản hoặc thanh toán sai địa chỉ, không nhấn vào các đường dẫn nằm ngoài các kênh, nhóm chính thống của nhà trường để tránh bị kẻ xấu lợi dụng xâm nhập, đánh cắp tài khoản thông tin cá nhân. Tân sinh viên cũng cần thận trọng với những lời mời gọi của một số cá nhân quảng cáo các khóa học tiếng Anh, tin học và công việc đa cấp. Các đơn vị chức năng của trường chỉ liên hệ với sinh viên, phụ huynh bằng số điện thoại bàn có công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường và không liên hệ bằng số di động cá nhân. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng đang có chiều hướng phức tạp về tính chất, quy mô và thủ đoạn. Điều đáng nói, đối tượng phạm tội có cả những người làm việc trong các tổ chức tài chính ngân hàng và không ít vụ việc có sự câu kết của các đối tượng người nước ngoài khiến cho các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Mặc dù các đơn vị liên quan đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, song chính mỗi người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác và kỹ năng số để không biến mình thành những nạn nhân tiếp theo. Đây là đối tượng người Campuchia đã câu kết với một nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng, lợi dụng việc khách hàng không hiểu biết về công nghệ. Trong lúc hướng dẫn thực hiện nhận tiền giải ngân thông qua ứng dụng ngân hàng số, các đối tượng đã chiếm quyền đăng nhập và mật khẩu tài khoản. Đây chỉ là một trong vô vàn thủ đoạn khác nhau của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Căn cứ vào cái mục đích, phương thức cũng như thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng mà liên quan đến lĩnh vực ngân hàng ấy, thì có thể chia thành 3 cái nhóm tội phạm phổ biến. Nhóm thứ nhất là nhóm tội phạm lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt tài khoản và đánh cắp tài sản của khách hàng. Và nhóm thứ hai là nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để tấn công vào các cái hệ thống thông tin của ngân hàng để thực hiện các cái giao dịch gian lận hoặc là mã hóa, đánh cắp dữ liệu, đòi tiền chuộc hoặc là mục đích phá hoại dữ liệu của ngân hàng. Và thứ ba là nhóm tội phạm sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử để thực hiện cả cái hành vi trái pháp luật như là đánh bạc, rửa tiền. Bên cạnh đó, một thủ đoạn quen thuộc khác của các đối tượng đó là mạo danh các tổ chức tài chính, ngân hàng để dẫn dụ người dân vào các kịch bản lừa đảo hoặc thông qua các đường link giả mạo để đánh cắp thông tin của khách hàng. Hiện, ngành ngân hàng đã phối hợp với các đơn vị liên quan để sử dụng nhiều biện pháp công nghệ nhằm từng bước ngăn chặn tình trạng này. Ngân hàng Nhà nước là Cục Công nghệ Thông tin đã phối hợp chặt chẽ với Cục An toàn Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông để thiết lập một cái kênh phản ứng nhanh, kịp thời ngăn chặn các cái website mà giả mạo các tổ chức tín dụng. Thì theo đó thì khi mà phát hiện ra một cái website nào mà giả mạo thì các tổ chức tín dụng sẽ thông báo cho Cục An toàn Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện các cái giải pháp mà ngăn chặn cái việc truy cập. Các tổ chức tín dụng cũng đã và đang triển khai các cái giải pháp kỹ thuật giám sát phát hiện giao dịch bất thường, nghi ngờ. Các cái ngân hàng phải có xây dựng và thực hiện, nghiêm túc thực hiện các cái quy chế, quy trình đối với lại việc vận hành, triển khai, khai thác các cái hệ thống thông tin, đảm bảo là các hệ thống thông tin luôn được thực hiện theo đúng các cái quy định của nhà nước, các quy định nội bộ của ngành ngân hàng. Cái thứ ba là về nhân sự thì cũng phải tuyển dụng, xây dựng các cái cán bộ có năng lực, trình độ và được đào tạo một cách bài bản. Từ mùng 1 tháng 7 vừa qua, các ngân hàng đã triển khai việc xác thực sinh trắc học đối với một số loại giao dịch trực tuyến. Đây được xem là một trong những tấm lá chắn bảo vệ tài sản của người dân. Tuy nhiên, cùng với những hàng rào bảo vệ này, mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và luôn cảnh giác trong quá trình thực hiện giao dịch tài chính ngân hàng. Việc đầu tiên là luôn bảo vệ thông tin cá nhân của người dân trên không gian mạng, tuyệt đối không chia sẻ các thông tin nhạy cảm như là thẻ căn cước gắn chip hoặc là những hành liên quan đến số căn cước công dân tùy tiện trên không gian mạng. Thứ hai là hãy luôn ghi nhớ là việc nếu như đã bị lừa đảo trên trực tuyến không gian mạng thì việc lấy lại tiền gần như là không thể. Thứ ba là hãy luôn cảnh giác, kiểm tra lại thật kỹ những thông tin tiếp nhận được trên không gian mạng. Đến nay đã có hơn 80% số người trưởng thành có tài khoản thanh toán. Nhiều ngân hàng có hơn 95% số giao dịch được xử lý trên kênh số. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực trong việc tăng trưởng nhanh chóng của ngân hàng số, song cũng là thách thức trong công cuộc đảm bảo an ninh mạng trong lĩnh vực này. Và mỗi người cần trở thành những người dùng thông thái để chủ động bảo vệ túi tiền online của chính mình.
Qua công tác nắm bắt tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy công an quận Hồng Bàng đã tiến hành kiểm tra hành chính, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa là bánh trung thu có nguồn gốc từ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bước đầu xác định chủ sở hữu hàng hóa trên là một người phụ nữ tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ số bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không cung cấp được chứng từ tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến số hàng bị tạm giữ. Hiện công an quận Hồng Bàng tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vào sáng ngày 21 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Công an huyện Đông Anh tổ chức kiểm tra bắt giữ hai phương tiện đang khai thác cát trên sông Hồng và thu giữ khoảng 600 mét khối cát. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy có 3 người gồm Đặng Quang Hữu chú tại tỉnh Phú Thọ, Ngô Thế Mạnh chú tại tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn Phong chú tại tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng lên khoang chứa hàng của phương tiện và chuyển sang khoang chở hàng của phương tiện thủy đang neo đậu kế bên. Tại khoang chứa hàng có khoảng 200 mét khối cát. Kiểm tra phương tiện thủy khác, phát hiện có 3 người đều trú tại Hà Nội. Trên khoang chứa hàng có khoảng 400 mét khối cát. Qua làm việc, cả 6 người có mặt trên hai phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ liên quan. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hai phương tiện và khoảng 600 mét khối cát để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định. Công an huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trần Thị Oanh Kiều bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét phòng trọ của hai đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều bọc ni lông chứa ma túy đá. Bên trong có tổng trọng lượng ma túy mà lực lượng công an thu giữ là khoảng 6,5 gram. Tại cơ quan công an, Kiều khai nhận số ma túy lực lượng công an thu giữ là của một người quen nhờ Kiều giữ hộ. Riêng bọc ma túy tại khu vực nhà vệ sinh là Kiều vừa đưa cho Tuấn để đem giao cho các con nghiện trên địa bàn. Trong lúc Tuấn vừa sử dụng ma túy tại phòng trọ của Kiều, chuẩn bị đi giao ma túy thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Đặng Nguyễn Phúc Bình, 44 tuổi, có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, Bình và hai thanh niên đều dương tính với chất ma túy đá. Tiếp tục khám xét trên người của Bình, công an phường phát hiện 8 gói giấy bên trong chứa tinh thể màu trắng cùng một số tiền mặt. Bình khai nhận số tinh thể chính là heroin, được mua về, phân chia và bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Hiện vụ việc đã được hoàn tất hồ sơ và bàn giao cho công an quận Hải Châu thụ lý điều tra. Thưa quý vị, từ lâu ma túy là một trong những nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội, tội phạm gây mất an ninh trật tự. Hệ lụy của ma túy đã đè nặng lên cuộc sống của nhiều gia đình, con mất cha, vợ mất chồng. Đó là những nỗi đau trượt dài theo thời gian. Tội phạm ma túy ngoài việc gieo rắc cái chết trắng cho chính bản thân, cho cộng đồng, chúng còn gây ra nhiều nỗi bất hạnh cho chính những đứa con máu mủ ruột rà của mình. Câu chuyện về những đứa trẻ sinh ra trong các gia đình ma túy sau đây tại huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái có thể không phải là mới, nhưng nó chưa bao giờ hết tính thời sự, bởi ở mọi ngõ ngách của xã hội, ma túy luôn rình rập. Trong ngôi nhà này đã từng tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc của gia đình các em Thảo A Cường, Thảo A Sình, Thảo A Quốc, Thảo Thị Mang và Thảo Duy Mạnh. Thế nhưng giờ đây chỉ có sự im lặng và nỗi đau trượt dài. Năm 2020, mẹ của các em bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị kết án 20 năm tù giam. Nỗi đau không dừng lại ở đó. Năm 2022, bố các em cũng bị bắt khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lĩnh án 15 năm tù. Các em phải sống nương tựa vào bà nội, năm nay đã ngoài 60. Hạnh phúc, tuổi thơ của những đứa trẻ sớm bị dập tắt. Bố mẹ các cháu bị bắt vì phạm tội mua bán trái phép chất ma túy hết rồi. Bây giờ không có ai chăm sóc, không biết nương tựa vào ai nên các cháu vất vả lắm. Bây giờ bà già yếu rồi, không đủ sức nuôi các cháu lớn khôn nữa. Sau này không biết các cháu sống ra sao. Con rất buồn vì bố mẹ ma túy thì chú ba đi hết rồi, thì mình đi học về thì mình phải lên chân rừng lấy củi về để đưa nó cần và phải đi lấy rau lợn cho lợn ong.
Còn em Giàng Thị Ly năm nay mới 3 tuổi nhưng đã không có bố và mẹ bên cạnh chăm sóc. Khi bố của em rơi vào con đường nghiện ngập và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, chưa xác định ngày về. Còn mẹ của em cũng đã bỏ nhà ra đi. Không bố, không mẹ, em phải sống dựa vào một người thân duy nhất, đó là người bà nội già yếu. Cơm ăn, bữa no, bữa đói, sống lay lắt qua ngày. Cháu còn nhỏ mà đã không có bố mẹ chăm sóc, thiệt thòi lắm. Ở với bà tuổi cao sức yếu cũng không lo được cho cháu ăn uống no đủ. Cơm không đủ ăn, quần áo cũng không có mà mặc. Thương cháu lắm nhưng không biết làm thế nào được. Không biết sau này có đủ sức nuôi cháu lớn khôn nữa không. Buồn lắm. Những đứa trẻ sống lay lắt như anh em Thảo A Cường hay em Giàng Thị Ly ở huyện vùng cao Mù Cang Chải không hiếm. Chỉ tính riêng ở xã La Bán Tẩn đã có hơn 30 trẻ có cha mẹ bị bắt và lĩnh án tù vì liên quan đến ma túy, khiến các em phải sống với người thân hay tự sống một mình. Các cháu này rất là khó khăn. Thế thì rất dễ bị lôi kéo bởi các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Thế thì đối với các cháu này thì trên địa bàn chúng tôi thì cũng vận động các ban ngành đoàn thể, rồi là các thôn bản ấy thì cũng rất là quan tâm đối với các cháu, nhất là vận động các cháu đến trường học đầy đủ, không cho các cháu bỏ học. Khung phạt đối với tội phạm về ma túy cực kỳ nghiêm khắc, nhưng trước siêu lợi nhuận của ma túy, nhiều người đã bất chấp tất cả để tham gia buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn thì buôn ma túy là giấc mơ đổi đời. Các bản án đều đã khép lại, nhưng phía sau các bản án đó là nỗi ám ảnh, sự mất mát khôn cùng khi nhiều gia đình phải ly tán, lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Đấu tranh triệt phá các điểm nghi vấn liên quan đến ma túy, đồng thời là vô hiệu hóa các điểm nghi vấn hoặc là các điểm mà có phức tạp về ma túy, đấu tranh bắt giữ những cái đối tượng mà từ ma túy mà gây ra những cái phức tạp thì an ninh trật tự trên địa bàn. Hoạt động của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi phức tạp. Do vậy, để đẩy lùi ma túy và người dân không phải chịu những hệ lụy từ ma túy, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, hơn lúc nào hết, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, cùng chung tay từng bước đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống cộng đồng. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 3 tháng 11 năm 2023 đối với đối tượng Aga, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thôn Khơ Cơ Long, xã Rơ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Đối tượng này có nốt ruồi cách 2cm sau đuôi mắt trái. Phá hoại chính sách đoàn kết là hành vi tuyên truyền kích động hoặc bằng thủ đoạn khác chia rẽ sự đoàn kết thống nhất toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế với mục đích chống chính quyền nhân dân. Theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội phá hoại chính sách đoàn kết có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 15 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn về tội mua bán trái phép chất ma túy, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã số 08 ngày 24 tháng 8 năm 2023 đối với đối tượng Trần Nam Thành, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại Buôn Ia Nao A, xã Ia Tu, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng này cao 1m65 và có sẹo thẳng dài 2cm ngay cánh mũi trái. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 2 năm đến tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản,
Công an huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 21 tháng 3 năm 2017 đối với đối tượng Phan Quốc Huy, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Và đối tượng Đinh Văn Thơ, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại Buôn Cốp, xã Drei Sáp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, phải nhận quyết định truy nã số 283 ngày 5 tháng 6 năm 2024 của Công an huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1cm dưới sau mép phải. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 0692345860 hoặc 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.